Ba cặp nết tẻ đáng yêu như thiên thần nhà sao Việt, cặp lai tay thứ hai quá cưng. Kubi và Anna nhà Khánh Thi Phan Hiển. Sau khi quý tử đầu lòng Kubi Minh Cường tròn 3 tuổi, tổ ấm của Khánh Thi Phan Hiển tiếp tục chào đón thành viên thứ tư vào ngày 13 tháng 6, 2018. Sự xuất hiện của tiểu công chúa Anna mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho cặp đôi làng khiêu vũ thể thao. Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tổ ấm được Khánh Thi đăng tải mới đây, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cặp thiên thần nhí Kubi Anna khiến dân mạng phát cuồng với nét đẹp trong sáng đáng yêu, ngắm mãi không chán. Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển, hai thiên thần nhí nhà Khánh Thi khiến dân mạng phát cuồng. Biểu cảm tinh nghịch của Kubi bên em gái và cũng có những khoảnh khắc rất da dáng làm anh. Kubi thơm má em gái Anna mới chào đời được hơn một tháng. Những bức ảnh đáng yêu trong sáng của Kubi và Anna được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Candy Mộc Trà và Anfi Túc Mạch nhà Ellie Trần. Ellie Trần được khen khéo xinh khi hai nhóc tì nhà cô càng lớn càng xinh xắn đáng yêu. Candy Mộc Trà, Anfi Túc Mạch cũng là cặp thiên thần gây sốt trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Trong khi chị gái Mộc Trà sở hữu nét đẹp bầu bỉnh dễ thương, thì Túc Mạch càng lớn càng bảnh trai và ra dáng hoàng tử nhí. Cặp nhóc tì đẹp như thiên thần của nhà Ellie Trần. Khoảnh khắc đáng yêu khiến bao người phát cuồng của hai chị em. Mộc Trà khá biết cách chăm sóc cho em trai nhỏ. Cô bé 4 tuổi càng lớn càng dễ thương và xinh xắn. Túc Mạch cũng đã phỏng phao hơn, sở hữu gương mặt cute khiến cộng đồng mạng mê mệt. Cận cảnh gương mặt dễ thương của hoàng tử nhí nhà Ellie Trần. Bé Tôm, bé Tép nhà Hồng Nhung. Nữ diva Hồng Nhung cũng rất may mắn khi có cặp tiên đồng ngọc nữ mang vẻ đẹp lai tay rất đáng yêu. Giọng ca Hà Thành đặc biệt dành cho hai con dễ thương, không kém là bé Tôm và bé Tép. Không giống nhiều sao Việt, Hồng Nhung thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường của cặp song sinh trên mạng xã hội. Vẻ đáng yêu của bé Tôm và Tép khiến nhiều khán giả ngắm mãi không chán. Cặp song sinh Tôm Tép là trái ngọt hôn nhân của Hồng Nhung và ông xã ngoại quốc. Vì thế, hai nhóc tì mang vẻ đẹp lai tay rất đáng yêu. Khoảnh khắc cặp song sinh thể hiện tình cảm với mẹ. Bé Tôm và Tép đều sở hữu gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn. Hai nhóc tì đáng yêu như thiên thần. Và đáng yêu hơn nữa khi diện trang phục truyền thống của người Việt. Khoảnh khắc đời thường của cặp song sinh khiến nhiều khán giả yêu thích.